gì nữa nhỉ? Thật chị đã biết rồi. Mà nó có cô giáo gì đâu, đi đấy, bơ mùa ai à? Người yêu thì mẹ nó chọc giò anh, chết bao dân rồi, anh đéo có lực gì nữa. Em bơ tôi thì lên ba gì đấy. Đấy, anh chỉ lên được cái bánh xe thôi. Em nhiều thịt lắm, em nó có y rồi à, xong y rồi à. Thủ luôn em bên chỗ đấy luôn, thủ luôn y đây. Thủ luôn cho anh cũng được luôn đấy, không cần ký hết rồi. Rồi. Vâng, như vậy là hình như là cân thì phải. Vâng, à không. Quân bên mình đang phải nhìn hơn một chút xíu. Greg Johnson và Greg Burr. Bên mình thì nhất là người cầm Greg. Vâng, lớp là người cầm Per. Bên kia thì Greg cho Son. Vâng, Pơ có voi đi rồi. Donna E.
Vâng, như vậy là Persian của Velop đang có được một con voi về nhà chính của mình. Đây là S đầu và cũng là S nhân đôi luôn. À không, S2. Rất sớm. Tôi tưởng là S đầu cơ nhưng đây là S2. Một bầy hiêu cạnh với chiếc S này. Một bầy hiêu 5. Bài của Nhất thì sao? Có quả phụ dành cho Greg của Nhất. Cũng có bầy hiêu về nhà, bầy hiêu 4. Hai quả phụ. Bài khỏe. Và đánh 25 dân. Quyết định ăn bãi quả trước. Và sau khi lên đời thì sẽ ăn luôn bầy hiêu này để lấy được sóc chém. Bầy hiêu to dành cho bài lớp. À, tôi sẽ nói bầy hiêu to dành cho bầy hiêu ván Nhất. Lớp tiếp tục có thêm một bầy hiêu siêu to nữa ở phía trong. BB đóng ở đây. Vâng, có thêm một voi nữa này. Báo về là cho son 26 dần à. Cùng A một áo trăng. Vâng, như vậy là gặp ngay đôi voi phía mặt trước này nữa. BM. Và như vậy là về lớp đánh cùng. Văn Nhất bên này 25 đến 28. Vâng, màu 2 chưa lên đời đâu. Tú xuất. Đánh cùng A thì phải, 26 dân cơ. Đây rồi, bãi gỗ của game thủ sang club người cầm Greg. Như vậy là hai Greg đối đầu nhau. Và bên kia thì là hai cung đối đầu nhau. Đó lại đánh chém à, cho son lại đánh chém này, 26 dân đánh chém. Khá dị. Và lớp con cung tê bị vẻ e rồi. Nhất thăm lại 26 đến 40. Sẽ thủ P đến từ game thủ Văn Nhất. Bánh xe luôn. Vâng, như vậy là con chém đầu tiên đã nở ra. Và bây giờ đẩy thẳng lên trên nhà của 1-1 thôi. Vâng, bãi vàng 1 chưa bo. Bãi vàng 1 chưa bo. Nhưng có phù. Và vâng, phù đen tơ này. Rất nhiều dân của 1 đang vác ra đập cả hai con ngựa chém bên mình không giáp. Vâng, những pha về rất nhanh. Nhưng tạm thời thì con ngựa giò của game thủ Seng Club vẫn giữ được. Tiếp tục là một P nữa. Về lớp bên này đã kín nhà. Màu 2 trận này lên đời muộn thôi. Tôi cứ tưởng là lên đời đánh 26 dân lên đời xong đánh cung Nga một áo. Chứ đánh chém này thì không xoắn nhiều.
Vâng, cung A đã là hai áo dành cho Velop. Tiếp tục đóng A. Velop đánh thẳng cung A, còn nhất bên này tham lai 32. Siêu to rồi. Nâng cấp công nghệ luôn cho những con phủ của mình. Vâng, như vậy là màu 1 cho Son cũng đang Greg cũng đang có phủ, có công nghệ chạy nhanh, đang công lên. Vâng, phủ này dường như là chưa. Vâng, chỉ có mỗi công nghệ chạy nhanh thì phải. Nào, công phủ lên. Bé lớp bên này tham lai 50 rồi. Cung A vẫn đang tụ lại và bắt đầu đẩy. Bắt đầu tụ Cung A vào đây. Cung A công nghệ không biết là như thế nào. Mắc tầm xa của Pơ rồi. Còn thiếu mỗi cái giáp thì phải, giáp 4 nữa thôi. Ruộng gian là rất nhiều rồi. Tiếp tục ăn một bãi vàng nữa ở phía trong. Văn nhất tham lai 35. Và vẫn đang tiếp tục đẩy lên. Và phù được con chém tươi. Vâng, tham lai rất to của Văn Nhất. Tham lai rất là siêu to rồi. Lớp bên này, úi giời. Cái gì vậy? Úi giời, cho giòn. Vâng, những ông già đang ra trận. Và cái số lượng những ông già đang siêu nhiều. Rất nhiều nhà P đến từ màu 2 cho Son. Siêu nhiều nhà P. Cẩn thận chém ở phía sau. Tham lai 74-72. Màu 2 siêu nhiều phù.
quá nhiều chém và quá nhiều những con phù ở bộ hai. Quá nhiều phù và quá nhiều chém của cả màu 1 và cả màu 2. Anh có chửi em buồn không?